Quả bầu là một loại rau quen thuộc, nhưng nó còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Quả bầu là một loại thực phẩm để nấu ăn như xào, nấu canh, luộc rất ngon. Trong thực tế, tất cả các bộ phận của cây bầu như lá, tua cuốn, rễ bầu đều có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Ngoài công dụng đó, nhiều người thấy bất ngờ khi bầu được dùng để chữa bệnh đái rất hiệu quả. Quả bầu, cây bầu còn được gọi là bầu nậm, bầu đất, bầu canh, tên khoa học Lagenaria, Ciceraria, Molina Sten thuộc họ bầu bí của Bittasi. Ban đầu quả bầu được sử dụng để lưu trữ nước, sau đó nó trở thành một loại rau. Quả bầu có vỏ màu xanh lá cây và ruột trắng. Ngoài việc là một dụng cụ hữu ích, bầu còn là loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết mà bạn cần cho một ngày. Toàn bộ cây bầu đều có tác dụng. Quả bầu có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chữa đái rắt, đái đường. Lá bầu được coi như là một loại thức ăn chống đói. Tua cuốn bầu có tác dụng trị rôm, mụn nhọt. Hoa bầu dùng để nấu nước uống sẽ chống mất nước. Ngoài ra hoa bầu kết hợp với hải sản như tôm, cua chống tiêu chảy. Hạt bầu có tác dụng đối với những người viêm nấu răng, tụt lợi răng. Dùng nước sôi hãng khoảng 10 hạt bầu già sẽ rất tốt cho răng và nấu răng quả bầu dùng làm thuốc và được thu hái khi chưa chín hẳn. Quả và hạt sử dụng làm thuốc là chủ yếu, tuy nhiên người ta còn sử dụng cả lá, tua cuốn, hoa dễ để trị bệnh. Tuy bỏ vỏ, lấy hạt, nhưng quả già, vỏ cũng được sử dụng làm thuốc trị bệnh. Quả bầu có vị hơi nhạt, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, lợi tiểu, trừ ngứa, giúp trị các chứng như tiểu tiện ít, phổi nóng, ho. Thịt quả bầu có tính hàn, vị ngọt, giúp giải nhiệt, trừ độc, trị các chứng đái rắt, mụn lở, đái tháo. Vỏ bầu vị ngọt, tính bình, lợi tiểu, tiêu thũng nên cũng được dùng cho các chứng bệnh phù thũng, bụng trướng. Hạt bầu đun lấy nước súc miệng, chữa bệnh sưng mộng răng, lợi răng lung lay, tụt lợi. Tua cuốn và hoa bầu có tác dụng giải nhiệt độc, nấu tắm cho trẻ em phòng ngừa đậu, sởi, lở ngứa. Quả bầu già khi sắc lên lấy nước uống có tác dụng lợi tiểu chữa bệnh phổi phù nước nhưng chỉ dùng kết hợp trị liệu trong bệnh phù nước khi ở cơ sở cấp cứu. Cần chú ý bầu không nên sử dụng cho người bị phong hàm, ăn khó tiêu vì tính mát nên ăn nhiều dễ bị đau bụng. Thúc đẩy quá trình giảm cân, bầu được chế biến phổ biến thành nước trái cây, chỉ cần cắt thành những miếng nhỏ và trộn đều trong vài phút. Nước bầu chứa vitamin B6, B3 và vitamin C. Nó cũng giàu kali và sắt. Uống nước ép này có tác dụng như một bữa ăn hoàn chỉnh. Điều này giúp bạn ngăn chặn sự thèm ăn. Ngoài ra, loại rau này còn chứa lượng calo rất thấp. Bạn có thể uống nước bầu nhiều như bạn muốn và bạn sẽ không tăng cân. Loại nước này cũng giúp làm sạch ruột và kiềm hóa dạ dày. Bạn cũng có thể chế biến bầu như một loại rau luộc cho một bữa ăn có hàm lượng calo thấp hàng ngày. Hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan cao. Chất xơ hòa tan có trong quả bầu có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và giữ cho trái tim khỏe mạnh. Chất xơ không hòa tan có thể làm sạch ruột, chất xơ còn giúp tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa táo bón. Nó cũng giúp giảm nguy cơ ung thư, nồng độ axit và khả năng giảm thiểu tích lũy khí trong ruột. mang lại sức sống cho cơ thể. Bầu chứa 90% nước. Uống nước bầu sẽ nuôi dưỡng các tế bào và mô. Nó sẽ làm ẩm cơ thể và bổ sung chất lỏng bị mất qua mồ hôi và đem lại sức sống cho cơ thể nhiều hơn so với các loại nước ép trái cây khác. Thậm chí nước bầu làm mắt cơ thể là một thức uống giải khát trong mùa hè. Nước ép quả bầu cũng kiểm soát cơn khát, tình trạng phổ biến đối với các bệnh nhân tiểu đường. ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Bầu là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, nó sẽ thúc đẩy việc đi tiểu thường xuyên và đi tiểu thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng ở đường tiết niệu, khai trừ nước tiểu cũng làm sạch bằng quang. Ngăn chặn tóc bạc, bầu là phương thuốc truyền thống được sử dụng để điều trị mái tóc hoa dâm, chỉ cần một ly mỗi ngày là đủ để khôi phục lại màu sắc tự nhiên của mái tóc của bạn. giữ da khỏe mạnh. Có làn da sáng màu và khỏe mạnh bằng cách tăng lượng bầu trong khẩu phần ăn. Nước bầu có chứa các vitamin thiết yếu khôi phục lại sức sống cho làn da. Nó giúp trẻ hóa tế bào da, thậm chí còn điều tiết sản xuất, dầu, ngăn chặn mụn phát triển. Có giấc ngủ tốt hơn, bạn có biết quả bầu giúp điều trị chứng mất ngủ? Đúng, nước bầu có tác dụng như bất kỳ viên thuốc ngủ nào nó đã được chứng minh trong việc giúp đạt được mất ngủ sâu hơn